mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hatsune nhé. Thì hôm nay hàng bên Hatsune lại về rất là nhiều hàng của hãng Hatsune của Nhật mọi người nhé. Thì đầu tiên mình giới thiệu mọi người từ bên này trước đi. Đây là những chiếc đảo vòng bi của hãng Hatsune, hãng sản phẩm là AB3N. Đấy. Thì cái bộ này thì cái đường kính cảo nó sẽ lớn hơn cái những cái bộ mà thông thường bên Hatsune đang có. Cái bộ kia cũng đang có sẵn luôn. Đây. Đấy, đảo rất là lớn mọi người nhé. Đấy. Đi kèm thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái size lục giác theo kèm theo là vặn cái ốc này, thì khả năng cảo của cây này nên đường kính từ 35 tới 80mm. Thì đây sẽ mở hộp luôn ra cho mọi người xem. Ok, khá là lớn đấy. Thì cái bộ này thì hãng cũng đang là top best sale của hãng rồi, và bán cũng rất là tốt, dạng mức giá cũng rất là tốt, 1.320.000 một bộ này mọi người nhé. Đấy, ok. Đấy. Thì cái còn cái khả năng cảo như nào và cảo như nào thì sẽ mọi người có thể xem video chi tiết mọi người nhé. Đấy, tiếp nữa là những cái mẫu loe ống, dạng này là loe ống nhanh. Đấy, mã sản phẩm là TF456WQH. Đấy, về móc luôn cho hộp cho mọi người xem. Đấy, thì cái bộ này thì về cũng giá rất là tốt luôn tại Hatsune mọi người nhé. Mọi người cần bộ loe ống nhanh hay loe ống thường thì đều có sẵn kho luôn. Đấy, người có thể tha hồ lựa chọn tùy từng mẫu và tùy mức giá tiền khác nhau. Đấy, mọi người để nhìn rõ này. Đấy, mini Japan ở trên này. Và cả trên thân kẹp này của nó nữa mọi người nhá. Đấy, trên thân kẹp mọi người để nhìn rõ này. Đấy, ở trên đây cũng có luôn. Đấy. Ok, tiếp nữa là những cái mẫu cảo nhỏ hơn. Thì mẫu này là những cái mẫu vòng cảo AB2N đây. Đấy. Mẫu này thì hay bán nhất cho mọi người đây. Hàng thì về rất là nhiều, thì móc thử cho mọi người một hộp này thôi. Còn ở trong đây cũng là hộp nguyên đai nguyên kiện từ hãng luôn mọi người nhé. Đấy, đối với cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn, thì khả năng cảo của nó cũng sẽ bé hơn mọi người nhé. Khả năng cảo của nó là từ 24 đến 55mm. Và lực cảo của nó là lên tới, tôi nhớ không nhầm thì là 1.2 tấn mọi người nhé. Thì lực của nó cũng rất là lớn. Và cây này thì bán rất là thông dụng rồi, 860.000 một bộ của mình nhé. Thì hàng đều sẵn kho luôn. Đấy, anh em cần đặt số lượng một bộ, hai bộ, nhiều bộ thì Hatsune đều có thể hỗ trợ được. Tiếp nữa là những cái mẫu kìm khóa chết, mã sản phẩm là SG275L của Hatsune. Thì mẫu này cũng về rất là nhiều rồi. Cái mẫu này nó khá là thông dụng và chuyên nghiệp, dành cho anh em kìm kẹp chết mỏ cong. À, dạng như kiểu mỏ nhọn đấy, thì anh em kẹp và đưa những cái vật hoặc là kẹp những cái phôi mà nó từ sâu ra đấy, nó rất là hợp lý và lực kẹp của nó cũng rất là lớn, thao tác rất là dễ dàng. Đấy, đấy, ok chưa mọi người. Đấy, tiếp nữa là một cái mẫu kìm chết dạng miệng rộng. Thì đối với cái này thì mã sản phẩm là SG250 mọi người nhé. Thì khả năng kẹp phôi đây cũng giới thiệu mọi người rất nhiều lần rồi. Kẹp phôi tròn lên tới 85 và kẹp phôi thông thường lên tới 80mm. Đấy. Và cái còn cái thiết kế hay là những cái chức năng thì nó đều giống như cây kia thôi. Đấy. Độ mở thì nó sẽ lớn hơn và nhỏ hơn một xíu. Đấy. Tùy từng cây. Còn cái thao tác kẹp hay là thao tác sử dụng như nào thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy. Tiếp nữa thì về một mẫu mới ở đây. Thì đây là những cái mẫu dây đai an toàn cho anh em khi mà thi công ở trên cao thì nó rất là phù hợp. Ok. Đây. Thì cái mã sản phẩm của dây đai an toàn này là ARS30B. Thì B nghĩa là black, là màu đen, còn hoặc là những cái màu đỏ này thì nó sẽ là red. Đây. Ok. Thì nó chỉ khác nhau về cái màu thôi. Còn ví dụ như về thông số như chiều dài thông thường này của nó là 420mm, còn khi mà anh em rang hết cỡ lên của nó là 1m4. Và đối với cái đường kính ngoài này của nó là phi 5.0 này, và cái đường kính lõi của nó là lõi thép của nó là 1.6mm mọi người nhá. Sorry mọi người nhá, vừa có điện thoại một chút xíu. Thì tiếp theo thì giới thiệu cho mọi người là ví dụ như cái này thì cái khả năng rang rộng của nó hoặc là cái chiều dài lớn nhất mà mọi người có thể rang ra lên tới là 1m4 mọi người nhá. Đấy, còn chiều dài thông thường này là 420mm. Và cái khả năng chịu tải của cái dây này nó khác hoàn toàn với những cái dây mà dây đai an toàn thông thường, là cái này thì nó chịu tải lên tới 3 cân, 3 kg. Thì khi mà anh em thi công trong cái trường hợp trên cao ấy,
thì để móc những cái đồ vật này để mọi người thi công trên cao, hoặc là những cái vít pin ấy, thì một đầu này mọi người có thể thắt vào dây đai an toàn này. Còn cái một đầu này thì có thể móc những cái vật này. Đấy. Và cái khả năng treo này, cái móc này nó có thể chịu tải lên tới 3 cân. Đấy. Còn hàng Nhật thì nó sẽ khác hoàn toàn về cái độ bền và cái độ co giãn và cái chức năng sử dụng cũng như là cái tính chất, cái vật liệu nó khác nhau mọi người nhá. Nó sẽ bền hơn so với những cái hàng mà ví dụ như anh em mua ngoài thị trường trôi nổi. Đấy. Còn giá cái này thì rất là tốt luôn mọi người nhá. Thì nếu mà mọi người cần báo giá thì có thể liên hệ hoặc là comment trên kênh thì có thể được báo giá chi tiết. Và có sẵn hai màu ở đây luôn, màu đen và màu đỏ, thì anh em nào cần màu nào thì đều có sẵn luôn. Đấy. Tiếp nữa là những cái mẫu led thông minh. Đây, tiếp tục về những cái mẫu mỏ led thông minh MWRN36 của hãng Saptun. Đấy. Thì cây này là cây mỏ led thông minh 2 chế độ. Đây, đây là mặt sau của hãng và những cái thông tin về xuất xứ. Đây mọi người có thể nhìn rõ. Đấy, và như mã sản phẩm thì hãng cũng có khắc ở trên này luôn. Đấy. Đấy, thì cái này thì nó sẽ có hai chế độ mọi người nhá. Thì đối với chế độ thông thường thì đây là chế độ thông thường này. Khi mà mọi người vặn hết cỡ mỏ led đến đây thì mọi người không thể lùi lại được. Đấy, nó chắc như này. Còn khi mà mọi người ấn vào một cái nút này, đấy, ấn vào một nút này nhá, thì mọi người có thể đảo ngược chiều cái này lại. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà vặn đến đây, mọi người có thể vặn đảo ngược lại. Đấy, thì nó làm giảm cái thời gian mà mình thao tác khi mà mình sử dụng cái mỏ led mọi người nhá. Đấy, và nó nhẹ nhàng hơn là nhiều. Đấy. Giá cái này là 680.000 mọi người nhé. Ok, tiếp nữa là những cái mẫu cờ lê của hãng Saptun. Thì về những cái bộ cờ lê, mã sản phẩm là SH800 mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn rõ SH800 này, xuất xứ trên này luôn. Đây là những cái bộ cờ lê rất là đặc biệt của hãng Saptun. Đấy, thì đặc biệt như nào thì nó sẽ khác với những mẫu cờ lê thông thường. Đấy, ok. Thì cái mã bộ này thì nó gồm có 8 cây, 2, 4, 6, 8 cây và cỡ là từ 8 đến 19mm mọi người nhá. Đấy. Thì cái dòng này thì nó sẽ đặc biệt hơn so với dòng thông thường của clay của Saptun là như thế nào. Thứ nhất thì đây là dòng Super Hit và họ mạ là mạ nhám chứ không phải là mạ trơn như này. Đấy. Đây là những cái dòng mạ trơn này, còn đây là mạ nhám. Đấy, khi mà mạ nhám như thế này thì anh em thi công thì nó sẽ cảm giác cầm nó sẽ đầm và chắc tay hơn. Và cái đầu này của nó bình thường như mọi người có thể để ý, ví dụ như nếu mà đầu này thì là cái đầu cờ lê, nếu mà như cái này thì sẽ là cái đầu cờ lê thông thường. Đấy. Nhưng cái đầu này nó thiết kế nó hơi khác một xíu, thì cái đầu này nó cho phép chúng ta vặn liên tục được. Đấy, thì sẽ nhìn một cái cây mới, cây to như này mọi người có thể dễ nhìn hơn. Đấy. Thì đối với những cây to như này ấy, thì khi mà mọi người vặn hết cỡ như này thì mọi người có thể đảo ngược chiều như này và vặn tiếp tục được, vặn liên tục được đối với một cây cờ lê. Đấy, thì cái thao tác của mình nó sẽ nhanh hơn mọi người nhé. Đấy, thì ở trên đây thì nó sẽ gồm các cỡ là từ 8 này, bé nhất là cỡ 8 này, và đây là mặt sau của nó này. Đây mọi người để ý mặt sau này, họ dập toàn chữ nhật luôn mọi người nhé. Đấy, cỡ bé nhất là cỡ 8 này, cỡ 10 này, 12, 13, 14, 17, 19 và cỡ 21 là cỡ lớn nhất ở đây. Đấy, mọi người có thể nhìn rõ chữ Super Hit ở đây. Ok, và mặt sau đây thì cái này thì mọi người có thể nhìn rõ nhất. Và cái này nó sẽ được nghiêng góc lên như này thì khi mà anh em thi công thì nó sẽ không bị chạm tay. Đấy, còn cái bộ này với giá đang rất tốt tại Hastu mọi người nhé. Đấy, về rất là nhiều luôn, 4-5 bộ cơ. Đấy, mọi người thoải mái và lựa chọn. Tiếp nữa là những cái mẫu mỏ led thông minh dành cho ngành đường ống hoặc là anh em điện nước, thì công điện nước thì nó rất là hợp lý. Bởi vì cây này thứ nhất là nó mã sản phẩm là MWRN280S, thì nó có hai chế độ. Thứ nhất là vặn thông thường như này để khi mà anh em điều chỉnh tinh, và thứ hai là cho nó có khả năng cho chúng ta thao tác điều chỉnh nhanh như này. Đấy, chỉ với một nút ấn mọi người nhé. Và thứ ba nữa là cái khả năng cái độ mở của cây này nó lên tới 80mm. Và cái bề rộng của cái này thì nó rơi vào tầm 80mm. Thì khi mà anh em vặn những cái tét nước nó to ấy thì nó sẽ phù hợp. Bởi vì thấy mọi người là có kêu là những cái tét nước thì họ làm cái con EQ đấy thì rất là mỏng, cái EQ nhựa nó rất là mỏng, nên là cây này nó sẽ rất là phù hợp mình nhá. Ok, tiếp nữa là những cái mẫu cờ lê lẻ của hãng Saptun. Thì đây là những cái mẫu mà anh em đặt hàng khá nhiều. Đây là những cái mẫu size nhỏ nhất như 8mm này, GRW8 này.
và mẫu lớn hơn là GVK13, là những cái size mà anh em đặt hàng rất là nhiều tại Acetone đấy, thì hàng bây giờ về tiếp tục về và số lượng rất là lớn để phục vụ anh em. Và cỡ lớn nữa là cỡ 19 đều có sẵn luôn mọi người nhé. Đấy, tiếp theo là về những cái kìm mở phe. Đây là một cặp kìm mở phe, thì một cây là mở phe trong, một cây mở phe ngoài. Mã sản phẩm nó chỉ khác nhau là CS1A và CH1A thôi, thì cũng sẽ mở hộp ra cho mọi người xem. Thì đối với cây CH1A đi, thì khả năng mở phe của nó là từ 16 đến 40. Đây, mở phe trong của nó là từ 16 đến 40 mm, à 14 đến 60 mm cho nên mọi người nhé. Và cây này sản xuất 100% tại Nhật mọi người nhé. Và ngoài ra thì những cái dòng mở phe này thì hãng Subtool thì đều có thể có những cái model khác nữa. Thì tùy từng model mà anh em có thể cần những cái size nào thì có thể liên hệ hãng để hoặc liên hệ bên Hustool để hỗ trợ mọi người nhá. Đấy. Tiếp nữa là cái cây CS1A này thì khả năng mở phe của nó là từ 12 đến 30 mm mọi người nhá. 30. Đấy. Ok. Đây mọi người nhìn rõ. Ok. Và tiếp nữa là dành cho anh em ngành điện lạnh thì tiếp tục về những cái mẫu cờ lê lược của hãng Subtool. Thì mã sản phẩm bộ này là STS H2S mọi người nhé. Đây, thì một bộ như thế này, cái này hãng sẽ đựng trong một cái túi vải như này. Đấy, và nó gồm hai cây. Thì nó gồm cây 6 và cây 10, tương đương với vặn rắc to 17 và rắc to 22 anh em hay dùng đấy. Và cái lực vặn ở đây thì hãng cũng có công bố ở trên này rồi. Đấy, mọi người để nhìn rõ. Đấy. Thì bộ này đang bán với giá là 2,9 triệu một bộ mọi người nhé. Và đây là kèm theo những thông số là từng cây luôn mọi người nhé. Đấy. Và cuối cùng là những mẫu dòng dao cắt ống inox thì cũng đang có sẵn ở tận đây. Và lưỡi cũng đều có sẵn luôn mọi người nhé. Thì đối với những cây TCV 1.4 này, 1.5 và 1.7. Đấy. Thì tùy từng mẫu và cũng đã có video giới thiệu mọi người chi tiết từng mẫu và giá sản phẩm như nào rồi. Và đây là những cái lưỡi nó về. Đấy. Mã sản phẩm theo nó là TCBC 105 thì nó sẽ phù hợp thay thế cho ba dòng dao cắt ống inox này. Đấy. Ok. Lưỡi thay thế đây mọi người nhá. Đấy, TCBC 105. Thì cái giá lưỡi thay thế này là 175.000 một lưỡi. Đấy, mọi người có thể mua một hoặc mua nhiều cái. Còn đối với dòng dao cắt ống inox lớn nhất mà hãng đang có thì đây là cây TCB 502. Đấy, thì cây này khả năng cắt ống của nó từ 16 đến 60. Và cái lưỡi của nó thay thế là cái lưỡi dạng đặc biệt, lưỡi riêng mọi người nhá. Nó khác hoàn toàn so với những cái dòng lưỡi kia. Đấy, thì tùy từng cái đường kính mà anh em cần cắt là ống bao nhiêu thì nếu mà mọi người có thể liên hệ bên Hustool để hỗ trợ tốt nhất, cũng như là tư vấn cho mọi người cái size mà phù hợp nhất. Đấy. Thì trên đây là toàn bộ cái hàng về của đợt này. Rất mong được mọi người ủng hộ. Nếu mọi người thấy hay, mọi người có thể like và chia sẻ video cho Hustool để được anh em có thêm động lực và ra tiếp những video chất lượng dành cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới.